Được đầu tư xây dựng những năm 1980, sau hơn 50 năm sử dụng, hiện nay cống Tân Hưng thuộc xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn đã xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cống Tân Hưng có nhiệm vụ dẫn nước từ sông Hoàng Long cho trạm bơm Tân Hưng, phục vụ tưới cho trên 1.500 hectare đất canh tác và nuôi trồng thủy sản của các xã Gia Hưng, Liên Sơn và Gia Hòa. Được đầu tư xây dựng đã lâu nên quy mô thiết kế nhỏ, thân cống ngắn, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, xuất hiện rò rỉ, tường cánh, dàn van đều đã bị hỏng. Cống Tân Hưng do cái thiết kế đã lâu, trong quá trình vận hành thì do cái điều kiện thời tiết và thời gian thì cống hiện nay đã xuống cấp, không còn đủ điều kiện để đáp ứng cái việc tưới tiêu cho xã Gia Hưng nói chung và các cái xã lân cận nói riêng. Địa phương chúng tôi cũng như là nhân dân xã Gia Hưng thì các xã lân cận cũng mong muốn là Hội đồng dân, Ủy ban nhân tỉnh quan tâm tạo cái nguồn vốn cải tạo và sửa chữa lại cái cống này, đảm bảo cái việc tưới tiêu cho nhân dân sản xuất. Trong khi hệ thống kênh mương dẫn nước, công suất máy bơm gần vị trí cống đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, thì giờ đây miệng cống lại quá hẹp nên không cung cấp đủ nguồn nước cho trạm bơm hoạt động. Chính vì vậy, vào những mùa khô hoặc khi thủy triều xuống thấp, việc sản xuất nông nghiệp của bà con gặp không ít khó khăn. Chúng tôi vào mùa vụ thì đôi lúc cái không bơm đủ nước, vì thế là ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như là thời vụ để phục vụ cho bà con. Đồng đất Gia Hưng chúng tôi là cái đồng đất nó không được bằng phẳng lắm, nên có diện tích trên cao, diện tích trên thấp. Mà đến mùa vụ, mà mùa cấy, mùa hạn hán nhiều thì cái diện tích của chúng tôi, không những gia đình nhà tôi mà những nhà bên cạnh ở khu cao là hầu như là không lấy được nước do cái hệ thống tưới tiêu của đây xuống cấp. Cái thứ hai là cái lượng nước cung cấp cũng không đủ, nên là ảnh hưởng rất lớn tới mùa vụ của nhân dân chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp các ngành tạo điều kiện hỗ trợ cho địa phương mà có được một cái công trình nước tưới tiêu mà nó hiện đại, thì cái đây là điều mơ ước của những người nông dân chúng tôi. Trong các năm qua, đây là một trong những điểm xung yếu về phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cống Tân Hưng vào kỳ họp tới đây. Việc đầu tư này là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai lũ lụt và phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như mong mỏi của người dân trên địa bàn.